Dạ. Trang Lương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng Facebook và YouTube IBC TV Official. Vâng và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với phần điểm tin. Quốc hội thứ 47 của Úc họp lần đầu tiên. Viên chức của WHO tin rằng có thể ngăn chặn dịch bệnh đậu mùa khỉ. Tổng thống Đài Loan giám sát cuộc tập trận hải quân trong bối cảnh căng thẳng của Trung Quốc. Nhật Bản phát hiện trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên. Thượng hoàng Nhật Bản bị suy tim. Vâng và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay, Quốc hội thứ 47 của Úc họp lần đầu tiên. Quốc hội Úc đã họp tại Canberra hôm thứ Ba lần đầu tiên kể từ khi Đảng Lao động đắc cử chức vụ Thủ tướng, trong bối cảnh điều kiện kinh tế ngày càng xấu đi và trọng tâm là biến đổi khí hậu. Trong bài phát biểu tại tòa nhà Quốc hội, thì Thủ tướng Anthony Albanese đã nói với các thành viên trong nội các của ông rằng hãy biến thời gian tại vị của họ là một nguồn tự hào. Albanese cho biết là chính phủ của ông chiếm đa số trong Hạ viện sẽ ban hành 18 đạo luật, bao gồm dự luật về biến đổi khí hậu, nhằm thực hiện mục tiêu giảm 43% khí thải vào năm 2030, vốn là bị chính phủ tự do bảo thủ nước trước đây phản đối. Chính phủ cũng đã cam kết với tuyên ngôn Uluru từ trái tim một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để công nhận những cư dân đầu tiên của đất nước trong hiến pháp. Đảng Lao động đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5, chấm dứt 9 năm cầm quyền của phe bảo thủ. Viên chức của WHO tin rằng có thể ngăn chặn dịch bệnh đậu mùa khỉ. Một nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vào hôm thứ Ba là có thể ngăn chặn sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan nhanh chóng. Rosamund Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, nói với các phóng viên, hiện tại chúng tôi vẫn tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này có thể được ngăn chặn bằng các chiến lược phù hợp. Nhưng thời gian vẫn đang trôi qua và tất cả chúng ta đều hợp tác để biến điều đó thành hiện thực. Tổng giám đốc của WHO là Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết là đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của WHO cho biết hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 7. Bà Lewis cho biết là mặc dù đợt bùng phát vẫn tập trung vào các nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới ở một số quốc gia, nhưng điều này không xảy ra ở nhiều quốc gia khác, đồng thời cho biết thêm rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Bà nói rằng điều thực sự quan trọng là cần phải hiểu rằng sự kỳ thị và phân biệt đối xử có thể sẽ rất nguy hiểm và cũng như nguy hiểm như bất kỳ loại virus nào. Nếu có sự kỳ thị, phân biệt đối xử và sợ hãi, thì những người đó có thể không tiếp cận với chẩn đoán và chăm sóc, và điều đó chắc chắn có thể làm hỏng sự đáp ứng. Bà Lewis nói WHO vẫn đang thảo luận về việc thực hiện một cơ chế toàn cầu để chia sẻ vaccine đậu mùa khỉ. We do at this moment still believe that this outbreak of monkeypox can be stopped with the right strategies in the right groups. Tổng thống Đài Loan giám sát cuộc tập trận hải quân trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã lên tàu chiến hải quân hôm thứ Ba, lần thứ hai trong 6 năm cầm quyền của bà. Bà ca ngợi quyết tâm bảo vệ hòn đảo của quân đội trong khi giám sát các cuộc tập trận hải quân và không quân lớn nhất hàng năm của nước này trong bối cảnh áp lực quân sự gia tăng từ Trung Quốc. Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết trong cuộc diễn tập, các máy bay chiến đấu và tàu chiến đã phóng nhiều loại hỏa tiễn khác nhau nhằm đánh chặn một nhóm tàu đối thủ giả định. Các hỏa tiễn chống tàu ngầm và bom phá tàu ngầm cũng đã được phóng đi, trong khi một tàu ngầm lớp Sword Dragon do Hòa Lan chế tạo cũng diễn tập nổi lên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp. Hoạt động trên nằm trong các cuộc tập trận Han Quang kéo dài 5 ngày tại Đài Loan.
Trước đó thì vào hôm thứ Hai 25 tháng 7, giới chức Đài Loan cũng đã diễn tập chống lại một cuộc không kích giả tạo, giả định. Còi báo động đã vang lên và nhiều thành phố gần như bị phong tỏa trong vòng 30 phút. Trong một cuộc họp giao ban thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Ba, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng nỗ lực của Đài Loan nhằm đối đầu với Trung Quốc về mặt quân sự chắc chắn sẽ thất bại. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát của mình. Đài Loan bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh Trung Quốc và thề là sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của chính mình. Nhật Bản phát hiện trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên. Phó Chánh Văn phòng Nội các cho biết là hôm thứ Ba thì chính phủ Nhật Bản đang tổ chức các cuộc họp để đối phó với trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện ở Tokyo. Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản là Yoshihiko Isozaki đã phát biểu trong một cuộc họp báo. Chúng tôi khuyến cáo công chúng tránh tiếp xúc với những người có thể đã bị nhiễm bệnh, thực hiện các biện pháp cơ bản để tránh nhiễm trùng như vệ sinh tay, cũng như nhanh chóng tìm lời khuyên từ cơ sở y tế gần đó nếu như họ phát triển các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như sốt hoặc nổi ban đỏ. Thống đốc của Tokyo nói với các phóng viên hôm thứ Hai, người bị nhiễm bệnh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi trở về từ châu Âu và hiện đang điều trị tại bệnh viện. Hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 7, thì Tổ chức Y tế Thế giới là WHO đã quyết định ban hành tình trạng nguy y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn sóng bùng phát các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nhiều nơi trên thế giới. Thông báo trên trang chủ của WHO cho hay, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc quyết định ban hành tình trạng y tế khẩn cấp công cộng trên phạm vi toàn cầu sau khi số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gia tăng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO liên quan tới sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ. Thượng hoàng Nhật Bản bị suy tim, một viên chức tại cơ quan nội các chính hoàng gia Nhật Bản là IHA cho biết hôm thứ Ba, Thái thượng hoàng Akihito, cha của vị hoàng đế đương nhiệm, được chẩn đoán là mắc bệnh suy tim vào tháng trước, nhưng tình trạng của ông đã được cải thiện trong quá trình điều trị. Một quan chức IHA cho biết là Thái thượng hoàng Akihito đã được chẩn đoán bệnh suy tim vào cuối tháng 6 vừa qua. Ông đã được điều trị bằng thuốc, hạn chế vận động và truyền dịch kể từ đó. Akihito, 88 tuổi, từ chức vào năm 2019, trong lần thoái vị đầu tiên của một vị hoàng đế Nhật Bản trong hai thế kỷ, nói rằng ông không chắc rằng mình sẽ đáp ứng được các yêu cầu của công việc. Suy tim là tình trạng cơ tim không bơm máu tốt như bình thường và có thể được điều trị. Căn bệnh này khác với bệnh nhồi máu cơ tim khi dòng máu đến tim bị tắc nghẽn đột ngột. Vị viên chức của IHA cho biết thêm, hiện ông đang sống trong một cuộc sống như bình thường. Thái thượng hoàng Akihito, con trai cố Nhật hoàng Hirohito, đã dành phần lớn thời gian trị vì để chữa lành vết thương chiến tranh trên khắp châu Á, cũng như đưa chế độ quân chủ Nhật Bản đến gần hơn với những công dân bình thường. Là một nhà khoa học có năng lực thì ông Akihito là người thừa kế đầu tiên trong hoàng gia Nhật Bản, kết hôn với một người thường dân. Hoàng hậu Emerita Michiko, người mà ông đã gặp trên sân quần vợt. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như Nhật Bản hành quyết người đàn ông đâm chết người năm 2008, Tổng thống Philippines sẽ ưu tiên phát triển nông nghiệp, dân Hà Nội phản đối kế hoạch nối lại loa phường. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.